Tại sau này cuối cùng vô tình trong cái đám giỗ đó cũng có người quen người quen của mẹ à. Xong cuối cùng mẹ người ta vô người ta thấy ủa con về nào vậy. Tại lúc đó là mẹ mới biết là à, về không cho mẹ hay lỗi mình nên. Có bao giờ cô nghĩ rằng cô dâu sẽ làm điều gì cho mình buồn không? Không. Mà có làm không? Không, hồi đó giờ chưa. Chưa luôn hả? Chưa. Thí dụ dâu con nó chịch cái gì thì gầy, còn thường ngày thì coi như bạn. Đó, cái đó mới là hay đó. Ê mày, đó mày nghe nè, đó ví dụ thế. Hay là, ê, tao nói nghe đi chợ mua tao này. Đó, những cái thứ đó rất là dễ thương nha. Anh thấy ở miền Tây có rất nhiều bà mẹ chồng kêu dâu. Ê mày, tao nói mày nghe nè. Không biết con kêu cháu nhưng mà ê mày tao nói mày nghe là rất là gần. Về bằng dâu á thì chưa có mà bà nấu chè á, mà nấu một bình trà pha cà phê ông và chồng pha cà phê chủ. Em cũng có pha chứ không phải không, em cũng học lắm nhưng mà pha nó lỏng. Nó về tới là mua sữa để sặc cà phê sữa ông và chồng bưng tới. Đúng ra là con dâu phải pha trà pha cà phê, còn này ngược lại ông và chồng là pha sẵn luôn. Ủa con uống gì con ha? Hay... dâu ghẻ gì như vậy ông và chồng pha không? Lúc đầu cũng nghĩ lên đây à, mình có gì mình buồn phiền về mẹ không ta, thì nghĩ hoài không ra, chỉ có duy nhất thôi, cái gì cũng hợp chứ, ngay cả thích hai mẹ con thích đánh bài luôn. Rồi à, chỉ giận nhất là lúc lên trên đánh bài là mẹ chặt heo. Con có dám chặt heo mẹ có không? Luôn ở dưới quê á hay đánh dỗ không phải cái mẹ con lấy bài nó quýnh dạ. Quýnh chơi ăn quẹt lò nghẹ hay quýnh chơi ăn uống gì đó vui. Đúng nói rồi. Chung đó là những cái điều rất là vui, đôi khi là dạ, giải trí á có nhiều con nó chết cha rồi mà ăn heo dám chặt không không cho qua luôn. Em thì không có nói giỏi, nghĩa là nhìn em như vậy thôi, nhưng mà cái cách thể hiện tình cảm của em á giống như là ba ơi con yêu ba lắm, con yêu mẹ lắm thì em không làm được. Hoặc là tặng quà, con tặng ba mẹ những cái món quà nhân dịp ngày lễ thì em chỉ làm thầm lặng thôi à. Chẳng hạn trời ơi quà nè tôm khô hả? Tôm khô gì mà bự đâu mà Cà Mau. Ủa không biết có gần cái gia đình nào nãy không cô hả? Cũng khác huyện à. Trời ơi Cà Mau, ai nói Cà Mau xa lắm. Anh chị, con Cà Mau gần quá. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Dạ, rồi, cảm ủa, ơn. Chưa lấy hết hả? Tôi tặng cho chú thôi mà. Cái này là mỗi người một phần thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng lớn con nhiều hơn. Này, con chia chú con bự nha. Rồi. Rất vui được chào đón người dân Cà Mau đến với thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin mời cô giới thiệu về mình. Tôi Nguyễn Thị Thơm. À, năm nay 62 tuổi. Ở Cà Mau, Nam Căn. À, ở đó cô đang làm gì vậy đó? Mần vuông, nuôi tôm. Mần vuông. Vuông tôm. Dạ, dạ, dạ. Vuông tôm. Dạ, xin mời chị ạ. À, chị năm nay 33 tuổi, chị tên Huyền. Dạ, em Huyền. Em tên Huyền. Dạ, em tên Huyền. Anh tên Linh. Dạ, Huyền. Gọi là Huyền Linh. Thật hoạch. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? À, chị làm dâu của mẹ 6 năm. Oh. Nhưng mà cộng lại á thì chắc chưa tới 1 năm. Tôi ở với mẹ chưa tới 1 năm luôn. Mấy cháu rồi? Dạ à, em một cháu, năm nay được 5 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận thế nào về cô gái này? Thấy nó dễ thương rồi. Cười tươi á. Ừ, vui vẻ. Cái cấu tạo khuôn mặt em có thể nói là không đi những cái nơi mà có chuyện buồn được. Nghĩa là lúc nào cũng cười chứ. Dạ. Đây cũng vậy nè, tức là miệng lúc nào cũng cười thiệt tươi. Thiệt á, cười mà nhiều khi về mỏi miệng luôn á. Cười á, nhìn thấy Lê Lộc rồi thấy cái mỏ, ý cái miệng. Cái miệng. À, thấy nụ cười là ta quên hết rồi. Dạ. Thành ra cố gắng cười nha con. Dạ. Và hôm nay nói mình cười tét mỏ thì kệ, nhưng mà mình luôn luôn đem niềm vui cho mọi người. Con nghĩ tét thì không tét đâu, mà miệng con sẽ càng ngày rộng hơn á. Dạ. Sao không? Con không biết chị như nào nhờ. Chị với mẹ chị á là ở cùng quê. Anh chị thì cũng là chung trường. Thì thực ra là cũng nghe tiếng ba mẹ cũng lâu rồi. Tại vì ba mẹ nổi tiếng rất là gia giáo, nhà rất là khó. À, về tới Nam Căn thôi mà nói tới gia đình Úc Ki là ai cũng sẽ biết truyền thống đầu tiên thôi. Là về việc lễ giáo, cho mình vào rất là sợ. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với mẹ thực sự là rất là khác. Một cái cảm giác mình nghĩ như đây là gia đình của mình vậy đó. Gia đình thứ hai của mình tức vậy là đó. Cái sự thân thiện đó. Dạ đúng rồi. Mặt mẹ chồng em rất là phúc hậu. Dạ, luôn á. Nhìn phúc thêm hậu. Đúng dạ, rồi. Ai cũng nói vậy. Gia đình mình gia giáo như thế, lễ nghĩa như thế, cô con dâu này về có làm tốt cái nhiệm vụ của
cô dâu truyền thống hay không? Nói là tốt, tết nhất, hai đám tiệc gì về sắp sửa đồ đạt đủ hết. Ngoan, còn có cái nấu nướng thì hơi ấy. Em là lo vòng ngoài, mẹ cứ cần cái gì lặt rau, nấu cơm hay gì đó thì con đi chợ rồi đó thì ok. Còn nấu nướng hơi dở. Nấu nướng hơi dở hả? Dạ. Nhưng mà từ sau đó khắc phục không? Dạ, thực ra thì nấu những cái món đơn giản á, thì vẫn được. Tuy nhiên là đám tiệc dưới quê mà mình có những cái món cũng khác, hơi cầu kỳ một xíu. Dạ. Thì mình nấu thì sợ kiểu như là đúng cái dưới đó. Dạ. Nhưng mà cách chăm sóc của em đối với mẹ chồng như thế nào? Dạ, thì thực ra em không nghĩ là mẹ chồng. Mẹ em luôn nghĩ là em có hai người cha, hai người mẹ. Cái gì mà tốt đẹp nhất thì mình dành cho ba mẹ thôi. Thực ra trong nhà em là có những cái bảng về lễ giáo. Cha mẹ đối với con như thế nào, con đối với ba mẹ như thế nào, vợ đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào. Trời ơi, vậy đọc mấy bảng nó giật mình rồi nha. Em là, nói là anh đã sợ rồi đó. Ý là mình có cái bảng đó. Dạ đúng rồi. Ô, bảng giống như hả? Cái bảng nội quy vậy hả chị? Không, không phải là nội quy đâu. Vô giống như trường vậy đó. Dạ, có sẵn mấy cái bảng về nhà rồi. Đó là mình vào đó là mình đã biết à, mình vào đây là mình phải nên như thế nào. Giữa cái câu ca dao, dạ, những câu tục ngữ, những cái lễ giáo ông bà ta sẽ để lại là dạ, hay để rồi trên cái tường á. Rồi dán ở trên này kia, trời vô độc thôi đã áp lực rồi. Nhà là... em là đó là gần như đặc sản của nhà em á. Đặc sản. Dạ, rồi. Tại vì ai vào nhà em cũng xin chụp những cái tấm ảnh đó làm kỷ niệm. Dạ. Thử con về đi, con nhìn mấy cái bản nó áp lực không? Áp lực chứ. Chứ còn nữa, chưa biết nó ra sao. Dạ. Mình không nói là xấu. Dạ đúng. Những rồi. Điều này rất là tốt. Nhưng thật sự một cái người mà đến nhà người lạ chưa bao giờ vô mà đọc mấy từ nó chết rồi. Mình chết cảm thấy là mình bị vô cái khuôn khổ. Ừ. Cảm giác đầu tiên khi mình nhìn là mình rất là sợ. Tuy nhiên khi mà ở đó rồi á, tiếp xúc với ba mẹ rồi á, thì mình cảm thấy việc đó là nó chỉ là một cái nguyên tắc. Thực ra thì đó là những nguyên tắc chung, bất kể ai trong cuộc đời mình cũng phải làm những việc nói đó ra thôi. Dạ đúng rồi. Thì thay vì như vậy thì ba mới viết ra, mình đọc hàng ngày thì mình sẽ phải làm theo những chuyện đó. Nhưng mà có những cái điều nào đó mà chị không làm được không? Không, thực ra rất là đơn giản thôi. Ví dụ như con là phải hiếu thảo với ba mẹ thì tất nhiên là mình phải làm việc đó thôi. Phải phụng dưỡng ba mẹ, còn ba mẹ thì phải thương con thì phải đồng đều chẳng hạn như vậy. Thì đó là những việc tức rất là thường ngày. Tức là em đã chuẩn bị cái tâm thế trước, thật ra cái áp lực nó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Thử đi, ví dụ một cái người ở thành phố nào mà đi về làm dâu mà bước vô thấy thôi anh bảo đảm không rung không quýu thôi gì luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng bởi vì cô này cô hiểu. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ngày xưa thực ra lúc đó thì chưa có cưới, lúc chỉ là quen thôi. Ở dưới quê, cùng quê mà vô nhà bạn trai chơi thì cũng ở lại. Nhưng mà mẹ mới hỏi là con về con có nói cho mẹ con biết không? Dạ có. Thì mình cũng nói có, tại vì nếu mà mình nói dối mẹ mình mà mình không về rồi mình đi vô đây thì lại sợ. Lúc đó là mình cũng sợ, tức là kêu bằng hai bác. Sợ hai bác nghĩ là mình cũng chắc cũng kiểu đi chơi rồi các kiểu rồi không có nói với nhà. Rồi sau này cuối cùng vô tình trong cái đám giỗ đó cũng có người quen. Người quen của mẹ. Xong cuối cùng mẹ người ta vô người ta thấy ủa con về nào vậy. Tại lúc đó là mẹ mới biết là về không cho mẹ hay. Có bao giờ cô nghĩ rằng cô dâu sẽ làm điều gì cho mình buồn không? Không. Mà có làm không? Không, hồi đó giờ chưa. Chưa luôn hả? Chưa. Thí dụ dâu con nó chịch cái gì thì gầy, còn thường ngày thì coi như bạn. Đó, cái đó mới là hay đó. Ê mày, nói nghe nè, nói ví dụ thế. Hay là, ê, tôi nói nghe đi chợ mua tao này. Đó, những cái thứ đó rất là dễ thương nha. Anh thấy ở miền Tây có rất nhiều bà mẹ chồng kêu dâu. Ê mày, tao nói mày nghe nè. Không có con kêu cháu nhưng mà ê mày tao nói mày nghe là rất là gần. Về bằng dâu á thì chưa có mà bà nấu chè á, mà nấu một bình trà pha cà phê. Ông nhà chồng pha cà phê cho uống thôi. Em cũng có pha chứ không phải không, em cũng học lắm. Nhưng mà pha nó lỏng. Nó về tới là mua sữa để sặc cà phê sữa. Ông nhà chồng bưng tới. Đúng ra là con dâu phải pha trà, pha cà phê. Còn này ngược lại ông nhà chồng là pha sẵn luôn. Ủa con uống gì con ha. Hay. Dâu ghẻ gì như vậy ông nhà chồng pha không? Lúc đầu cũng nghĩ lên đây mình có gì mình buồn phiền về mẹ không ta, thì nghĩ hoài không ra, chỉ có duy nhất thôi, cái gì cũng hợp hết, ngay cả thích hai mẹ con thích đánh bài luôn. Rồi chỉ giận nhất là lúc lên trên đánh bài là mẹ chặt heo. Con có dám chặt heo mẹ có luôn.
ở dưới quê á hay đám giỗ ông ngoại cái mẹ con lấy bài đó quýnh dạ. Chơi ăn quẹt lò nghẹ hay quýnh chơi ăn uống gì đó vui đúng nói rồi. Chung đó là những cái điều rất là vui đôi khi là giải trí á có nhiều con nó chết cha rồi mà ăn heo nhấn chặt không không cho qua luôn. Em thì không có nói giỏi, nghĩa là nhìn em như vậy thôi, nhưng mà cái cách thể hiện tình cảm của em á, giống như là ba ơi con yêu ba lắm, con yêu mẹ lắm, thì em không làm được. Hoặc là tặng quà, con tặng ba mẹ những cái món quà nhân dịp ngày lễ, thì em chỉ làm thầm lặng thôi. Chẳng hạn như mình thấy ba mẹ ở dưới quê, thực ra anh chị cũng đi xa, cũng bác sĩ cả, nhưng mà đi xa thì mỗi lần đo huyết áp là phải nhờ người này người kia, thì em cũng mua cho ba mẹ một cái máy đo huyết áp ở nhà chẳng hạn gì. 8 tháng 3, 20 tháng 10 đều có quà hết, tặng hết luôn, tặng hết. Nhưng mà món quà nào là cô ấn tượng, cô nhớ nhất? Cái nào cũng ấn tượng, cái nào cũng thích hết. Có tặng là có ấn tượng rồi, bữa nào con tặng chú đi, tặng cái gì chú thấy ấn tượng hết. Ví dụ như mình thấy mẹ thiếu cái nhẫn thì mình mua cho mẹ cái nhẫn, thấy mẹ cái lắc này không được thì thôi mình đổi cái lắc nữa, nới lắc bự hơn chẳng hạn gì. Làm con mình nhiều cách thể hiện, nhưng mà đúng là cái từ khó nói nhất là từ con yêu mẹ, thật sự ai cũng thế. Dạ. Hôm nay thì ông chồng em có gửi lá thư, không biết viết gì trong đây. Có luôn ạ. Có, anh là người đọc thư thôi. Dạ. Viết gì đây? Thương gửi mẹ và vợ. Trong cuộc đời, một người khi sinh ra và lớn lên đều phải được sự che chở, bảo bọc của cha mẹ. Và mẹ là người luôn yêu thương con hết mực, sẵn sàng hy sinh hết bất cứ điều tốt đẹp nhất cho con. Trong cuộc sống, ai cũng trải qua sai lầm vấp ngã, và con may mắn có được sự bao dung vô bờ bến trong suốt tuổi thiếu niên. Khi con được làm một người trưởng thành, được ba mẹ tư vấn dạy dỗ để có được một gia đình hạnh phúc, và cũng ngần ấy thời gian, vợ chồng con không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc ba mẹ trong lúc tuổi già. Con lấy đó làm sự tiếc nuối cho đến tận bây giờ, và con xin lỗi ba mẹ. Vợ con là người phụ nữ tốt, biết lo lắng cho gia đình. Tuy không được ở gần, nhưng vợ con đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Đương nhiên, không ai toàn vẹn và hoàn hảo, cũng sẽ có sai lầm và điều chưa tốt. Mong mẹ sẽ luôn bao dung và dạy dỗ vợ con sống tốt hơn mỗi ngày. Con chúc mẹ và vợ luôn hạnh phúc bên gia đình. Con mẹ Chí Tính. Nếu mà nói về điều thiếu sót á, là chắc là cái sự thiếu sót là không được gần ba mẹ, không được gần ở chăm sóc ba mẹ. Đặc biệt là cái lúc mà chị mất á, thì ba mẹ rất là buồn, nhưng mà mình không có thời gian mình ở gần. Từ đó có làm bao giờ cô thấy tủi thân không cô? Cô có mong muốn gì với con trai, con dâu của mình? Thì bây giờ mong muốn cho nó ở, cho hai vợ chồng cho hạnh phúc tốt, nuôi con nuôi cháu mình tốt. Chứ cái hiếu thảo thì thấy nó quá đủ rồi, dâu thì có hiếu lắm. Hồi xưa giờ mình mới thấy bà mẹ chồng dùng cái từ là con dâu có hiếu lắm đó. Dạ, yeah, hiếu lắm. Coi như là con ruột của mình rồi. Chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Có. Điều thứ nhất á là mẹ phải bớt làm đi. Mẹ thì mẹ hay bệnh, mẹ làm hoài à. Mà mẹ làm á, vô mẹ mệt là mẹ la ba, mẹ gầy ba. Mẹ thương con á, mẹ không có nhằn con, mà mẹ nhằn ba thì lại thương ba. Thì đó, nó mong là mẹ bớt làm xíu, hai ông bà lớn rồi, thôi đi chơi thôi, cứ tận hưởng tuổi già. Vì giờ này thực ra thì con cái cũng đã ổn định hết rồi. Mong ba mẹ bớt làm đi. Sao mà không về phụ ba mẹ làm để ba mẹ bớt làm? Mình cũng chỉ nói thôi. Đây là những cái mà những người con đang mất sai lầm ở chỗ đó. Luôn luôn là con muốn ba mẹ bớt làm đi. Ủa sao mình không làm giùm ba mẹ đi? Mình cứ ở đâu mình lo kiếm tiền hoài. Đấy là cái điều mà Linh nghĩ rằng các bậc làm cha làm mẹ luôn luôn mong muốn con mình về đây ở ba mẹ, nó làm phụ để mình thấy mình cũng vui. Đó là những mong muốn của tất cả cha mẹ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn em gái ha. Hy vọng gia đình ta cứ hạnh phúc mãi mãi như thế. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ ở sát bên nhau, không có xa nửa bước luôn, ngồi chơi với nhau, mẹ chồng nàng dâu suốt ngày như thế, những nụ cười như thế nha. Rồi một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình vui vẻ, hạnh phúc
và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hai tới đây là gặp Quyền Linh với Lộc là được rồi. Dạ, dạ, nào về Cà Mau năm căn cái điện ghé nhà ăn tôm ha. Vuông tôm mà cho thử cảm giác trải nghiệm sổ vuông. Sổ vuông nó nhìn đã mắt lắm nha. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, em xin tặng chị là bộ son Eureka đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Gửi lời thăm bà con năm căn nha. Dạ.